Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà xa số đại kiếp, dùng pháp bố thí cho tất cả hữu tình, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm, dùng pháp bố thí cho tất cả hữu tình, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là xa lìa trí nhất thiết trí, nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là chẳng xa lìa trí nhất thiết trí. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà xa số đại kiếp, tu hành bố thí Ba La Mật Đa, tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành bố thí Ba La Mật Đa, tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật mà có sự thối chuyển thì việc này có thật. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà xa số đại kiếp, an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa.